Trường hợp chị Nguyễn Thị Thái Lai ở Khánh Hòa bị 4 người mặc thường phục xông vào đánh tới ngất xỉu khi đang cùng bạn rời khỏi một quán ăn tại phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang hồi chiều tối ngày 12 tháng 2 vừa qua. Trả lời đài Á Châu Tự Do vào tối thứ Hai, 13 tháng 2, chị Thái Lai cho biết. Chị bây giờ vẫn còn đau. Nó đá, nó đấm từ trên mặt, nó đá xuống người, còn ế ẩm. Thật sự ra không phải là bị lần đầu tiên. Năm ngoái là chị đã bị tụi nó đạp xe rồi. Vì chị phản đối Trung Quốc và phản đối Phật Hoa Sa, chị xuống đường, rồi chị viết bài. Thì có nhiêu đó thôi. Bất kỳ ai tới, ở xa tới mà chị đi gặp là người ta sẽ đi theo và người ta gây khó dễ. Bây giờ mình chỉ có tố cáo cái tội ác của họ cho công chúng thôi. Chứ bây giờ họ bao che với nhau. Sau khi xảy ra vụ việc, chị Thái Lai cùng người bạn đến công an phường Vạn Thạnh để trình báo sự việc. Khi đang trình báo tại đó, thì chị phát hiện những kẻ vừa hành hung chị đang đi ra đi vào trụ sở, nói chuyện với các nhân viên mang sắc phục công an. Vào ngày 13 tháng 2, một số chức sắc trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam trên đường từ Sài Gòn xuống miền Tây để thăm viếng chúc Tết các chức sắc thuộc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở Vĩnh Long đã bị chặn lại và bị mời về đồn công an địa phương. Hòa thượng Thích Không Tánh, thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam kể lại. Chúng tôi xuống để mà chúc Tết quý chức sắc bên đạo Cao Đài với lại là Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, nhưng mà bị đủ thứ chuyện và bắt đưa về bắt làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ. Công an mặc sắc phục rồi cảnh sát 113 rồi dân phòng bao quay họ chặn lại, họ không cho xe đi nữa, họ giữ hai tài xế của xe ra lại. Thì cuối cùng là họ đòi mời quý chức sắc trong Hội đồng Liên tôn về đồn công an để mà làm việc. Đến chiều hôm nay Việt Nam là coi như 8 giờ rưỡi tối, họ đưa xe, họ áp tải rồi họ chở. Chúng tôi vừa về tới Sài Gòn đây. Những người trong cuộc cho biết có hai chức sắc trẻ Cao Đài đi trong đoàn đã bị tách riêng đưa về công an xã, sau đó bị những người mặc thường phục đánh đập rồi cướp cả điện thoại và giấy tờ của họ. Chánh trị sự Cao Đài Nguyễn Bạch Phụng cùng đi trong đoàn hôm 13 cho biết tin về hai người bị đánh. Khi mà hai em này ở trong công an xã thì công an nói rằng ở đây thì tôi đảm bảo là không ai đánh, nhưng mà ra khỏi đây là có người đánh, ráng chịu, tôi không chịu trách nhiệm. Thì quả thật vừa ra khỏi ủy ban xã Đông Thành thì tụi mặc thường phục nó đánh, nó giật đồ hết trơn luôn, giấy tờ tùy thân cũng đánh luôn. Một nhà hoạt động là ông Phạm Bá Hải, hội cựu tù nhân lương tâm ở Sài Gòn, từng bị nhiều người mặc thường phục chặn đánh, nhận định về tình trạng những người mặc thường phục sách nhiễu, hành hung người tranh đấu. Đối với những người hoạt động ở Việt Nam, họ đều là đối tượng do chính quyền đàn áp. Tuy nhiên, đàn áp bằng hình thức giam cầm, bắt bớ, thì các hoạt động của những người này không đủ cơ sở để họ xử lý hình sự. Thành ra, một trong những phương cách dễ nhất là sử dụng côn đồ để mà đánh đập. Tức là có khả năng là họ bảo kê những lực lượng côn đồ trong xã hội địa phương nó đánh người đó, hoặc chính những người an ninh họ mặc những thường phục và đánh đập. Trong khi những nhà hoạt động tôn giáo, xã hội hay cựu tù nhân lương tâm tiếp tục bị sách nhiễu, hành hung như vừa nêu, các tù nhân chính trị đang ở trong tù, được gia đình sau khi thăm nuôi về cho biết họ cũng bị hành hạ nếu không chịu nhận tội. Đó là trường hợp mục sư Nguyễn Công Chính thuộc Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam hiện đang phải thụ án 11 năm tù với cáo buộc hoạt động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Bà Trần Thị Hồng, vợ mục sư Nguyễn Công Chính, thông tin về tình hình của ông này trong tù sau chuyến thăm ông mới nhất. Ngày 10 tháng 2 vừa qua, tôi thăm ông mục sư Chính tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Thì khi mà ông chuyển đến cái trại giam Xuân Lộc Đồng Nai đó, tháng 10 năm 2016, thì ông đã bị biệt giam từ đó cho đến bây giờ luôn. Trong cái vấn đề cách ly như vậy đó thì tay chân mặt mũi ông đã thủng xương phù luôn rồi. Bởi vì 2 tháng thì tôi mới đi thăm một lần, nhưng mỗi một lần đi thăm như vậy thì thấy sức khỏe ông càng ngày càng suy yếu đi. Vừa rồi là những trường hợp mới nhất liên quan đến những vụ công an mặc thường phục đánh đập người hoạt động và người bất đồng chính kiến ở trong tù và ở ngoài nhà tù. Kính mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký theo dõi ngay bên cạnh để nhận được cập nhật về tất cả các bản tin và phóng sự tại kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi các video của chúng tôi trên các phương tiện mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.